Xin chào mọi người đã đến với channel Nguyễn Hoàng Anh, ông trùm độ nhảy. Lâu lắm mình không có bản độ nhảy bắn phun đỏ nào, nhưng mà hôm nay khác rồi mọi người. Hôm nay mình mới tìm một bản độ nhảy phun đỏ của thầy Đức Mõm trên mobile mọi người. Trên mobile đó chứ không phải là PC đâu. Và cái bản độ nhảy này á, là do đích thân thầy Đức Mõm test. Và giờ chúng ta hãy cùng xem thầy Đức Mõm test nào mọi người. Wow, phun đỏ luôn, mọi người nhìn chưa? Thầy đúng là thần đồng luôn, PC cũng bắn là phun đỏ, mobile cũng bắn là phun đỏ. Thôi thầy ơi, thầy không cần bắn ở đâu, thầy sâu độ nhạy luôn cho em đi thầy. Độ nhạy đâu thầy ơi? Sâu luôn đi thầy, em thèm lắm rồi. Wow. Ủa? Thầy ơi, thầy có thể dí sát cái điện thoại thầy vào mặt em được không? Em không nhìn độ nhạy đâu. Mọi người mắt tinh có biết độ nhạy là gì không? Chứ mình á, mình chả nhìn gì cả. Độ nhạy thầy quá ngon nhưng thầy sâu như thế chả ai nhìn gì. Cay thế nhỉ, ước gì có ai đó chỉ độ nhạy của thầy Đức Mõm cho mình. Độ nhạy các em sẽ để là 80. Ok, ngon rồi thầy ơi, ngon rồi. Giờ mình sẽ cài luôn độ nhạy của thầy vào nha. Đây là cái bản độ nhạy của Cooly đó mọi người. Bắn như quần què chẳng phun đỏ mấy cả. Phun đỏ ít lắm, bắn cũng được nhưng mà phun đỏ ít này. Bây giờ mình sẽ cài độ nhạy của thầy Đức Mõm vào, đó chính là 80. Thầy bảo 80 đó mọi người, cài full 80 luôn. Đấy mọi người nhìn chưa, cứ từ từ bình tĩnh mà cài thôi. Sắp lên thách đấu rồi, quả này có độ nhạy phun đỏ này chắc chắn là lên thách đấu luôn mọi người. Tại vì cầm cái độ nhạy phun đỏ vào từ trên xếp hạng bắn nó sướng, nó bắn nó cuốn cực luôn. Đấy mọi người nhìn chưa, cứ cho phun hết 80. Độ nhạy của thầy mà cực uy tín theo luôn. Kinh nghiệm test độ nhạy 5 năm của mình á, mình nhìn thấy cái bảng độ nhạy này phát là mình biết là bắn phun đỏ rồi. Không cần bắn nó biết phun đỏ ai. Không tin á, giờ anh bắn cho mọi người xem. Nhìn đây. Ủa, thấy chưa, mình đã nói rồi, cái độ nhạy này phun vàng rồi, chắc chắn anh em thấy mõm hết luôn.